Khán giả thân mến, khi mà nhắc đến từ khóa thứ hai trong chương trình ngày hôm nay thì có lẽ ở thời điểm đấy tôi bản thân tôi cũng hơi giật mình một chút khi mà đọc là khỉ ăn buffet và rất là tò mò, không biết là khỉ ăn buffet thì sẽ như thế nào và liệu ăn buffet gì. Vâng ạ, thực chất thì đây là hoạt động tại một lễ hội nổi tiếng tại Thái Lan có tên tiếng Anh là Monkey Buffet Festival, được tổ chức tại tỉnh Lopburi, cách thủ đô Bangkok 150 km về phía bắc. Đây là một trong những lễ hội kỳ lạ được du khách săn đón nhiều nhất trên thế giới. Và như quý vị nhìn thấy thì những chú tiểu Tôn Ngộ Không đang thưởng thức buffet của mình. Đây cũng là phần tin đầu tiên mở đầu cho cụm tin quốc tế, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một bữa tiệc dành cho các chú khỉ đã được phục vụ tại lễ hội khỉ thường niên ở Lopburi, miền Trung Thái Lan. Bữa tiệc được chuẩn bị cẩn thận và mang đến đền thờ. Nhưng lũ khỉ đã vồ lấy và nhanh chóng ngấu nghiến. Đôi khi chúng còn đánh nhau, trong khi du khách và người dân địa phương ngày càng đông. Trước đây, ở đây chỉ có khoảng 300 con khỉ, nhưng con số hiện nay là 4.000. Có một con khỉ trên lưng tôi khi tôi đang tự chụp ảnh. Nó chụp lấy chiếc kính râm trên mặt tôi và chạy lên đỉnh cột. Lễ hội truyền thống này được tổ chức hàng năm như một cách để bày tỏ lòng biết ơn đối với những chú khỉ đã mang lại sự thịnh vượng cho ngành du lịch của địa phương.